Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen các cô giáo trường mầm non xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên vì đã cùng với người dân địa phương cứu giúp và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cháu học sinh trong trường khi lũ về nhanh vào thứ Ba vừa qua. Trong thư, Thủ tướng bày tỏ sự xúc động về lòng dũng cảm, trách nhiệm và tình người sâu sắc của các cô giáo trường mầm non xã An Hiệp, đồng thời bày tỏ sự cảm động trước suy nghĩ thà cô chết chứ không để trò chết của các cô giáo. Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền địa phương, các vùng bị lũ lụt vừa qua, khẩn trương có những biện pháp phù hợp để khắc phục thiệt hại, sớm ổn định việc học tập cho các cháu, trong đó có trường mầm non An Hiệp. Mưa lớn cùng với việc các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Định tiến hành điều tiết nước với lưu lượng lớn, nên từ 14 giờ ngày hôm nay, nhiều vùng trên địa bàn tỉnh Bình Định ngập nặng, gây chia cắt ở nhiều khu vực. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã phải dừng tất cả các cuộc họp để di dời dân khẩn cấp về nơi an toàn. Do mưa lớn với lưu lượng trên 400mm, nên hồ Đình Bình đã phải tiến hành điều nước qua tràn với lưu lượng hơn 2.100 mét khối trên giây, còn đập Phong Phong là 2.236 mét khối trên giây, nên đã gây ra tình trạng ngập nặng ở nhiều khu vực. Các huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn, Hồi Nhơn, Phù Cát, Hội Ân đều ngập sâu, giao thông chia cắt trên diện rộng. Chiều nay, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã dừng tất cả các cuộc họp để về các địa phương chỉ đạo việc di dời dân. Hàng trăm chiến sĩ công an, bộ đội và lực lượng tại chỗ đã giúp dân di dời về nơi an toàn. Tại hiện nay là dồn sức cả lực lượng để làm sao cứu được tính mạng của dân, bởi vì trong 4 đợt lũ vừa qua thì Bình Định chúng tôi đã thiệt hại rất nhiều vùng đang bị cô lập. Có những đồng chí lãnh đạo là đến chỉ đạo là không về được nữa. Bây giờ chia cắt hết, điện nước là bây giờ cắt hết. Nên là giờ là đồng chí nào ở nơi nào thì chỉ huy tại chỗ thôi, không có về được nữa. Với tình hình hiện nay thì cuộc sống của người dân Bình Định sẽ rơi vào bế tắc, bởi trong hơn một tháng phải gánh chịu bốn cơn lũ lớn. Phương châm của Bình Định là tập trung cứu người. Chiều nay tỉnh này đã ghi nhận thêm một trường hợp thiệt mạng, nâng số người thiệt mạng từ đầu tháng 11 đến nay là 20 người. Bắt đầu từ 16 giờ hôm nay thì các lực lượng đã về những vùng trũng thấp, những vùng nguy hiểm nhất và có nguy cơ ngập sâu tiến hành di dời dân. Công việc này sẽ triển khai suốt đêm nay và thậm chí cả ngày mai nếu như nước tiếp tục dâng cao. Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và một số bộ về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả do mưa lũ. Công điện nêu rõ, thời gian qua, các tỉnh miền Trung tiếp tục xảy ra mưa lớn, nhiều hồ chứa phải vận hành xả lũ đã gây ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông suối, gây thiệt hại về người, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Dự báo 3 ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân trong và sau lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ và cấp báo động. Tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt, chủ động sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân đi lại an toàn, tránh chủ quan dẫn tới thiệt hại, triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập trên địa bàn. Tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, nhất là các hộ bị thiệt hại về người, mất nhà cửa, hộ nghèo, gia đình chính sách, cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân, không để cho người dân bị đói bởi mưa lũ, chủ động huy động lực lượng hỗ trợ cho nhân dân, dựng lại nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh ngay sau khi lũ rút. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra vận hành an toàn hiệu quả các hồ chứa thủy điện, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, có phương án chủ động điều tiết thị trường, đảm bảo cung ứng các hàng hóa thiết yếu phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân. Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chuẩn bị phương án phục hồi sản xuất ngay sau khi lũ rút. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực xung yếu để kịp thời khắc phục nhanh các sự cố sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là trên các tuyến quốc lộ, tuyến đường sắt Bắc Nam và các trục giao thông chính. Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng công an tại các địa phương đảm bảo an ninh trật tự, vùng bị thiên tai, chủ động cấm các phương tiện giao thông hoạt động trên các tuyến đường bị ngập sâu, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông qua các khu vực bị ngập, đặc biệt qua các ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán nhân dân, phối hợp thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.